cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến nhóm lĩnh vực thứ hai thuộc các lĩnh vực về tư pháp, nội vụ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu quốc hội Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đã câu hỏi tới bộ trưởng bộ Công an về quan điểm của chính phủ trong việc tổ chức lực lượng để phòng chống tội phạm trên không gian mạng trong thời gian tới. Trả lời chất vấn, bộ trưởng bộ Công an Lương Tam Quang cho biết đây là thách thức an ninh phi truyền thống mà mọi quốc gia đang phải đối mặt không chỉ riêng tại Việt Nam. Bộ trưởng bộ Công an thông tin các đặc điểm của loại tội phạm này là hoạt động không biên giới, tính ẩn danh cao, trình độ công nghệ cao khiến cho việc phát hiện và xử lý trở nên rất khó khăn. Thời gian qua, Bộ Công an đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để đấu tranh với tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao. Cụ thể, để mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử của công dân để xác thực danh tính khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, hạn chế tình trạng lừa đảo, ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kịp thời xác thực thông tin, làm sạch tài khoản ngân hàng và thuê bao di động, loại bỏ các tài khoản ảo và sim giác, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho rằng, việc giải quyết tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành và địa phương. Nếu thực hiện tốt các giải pháp đột phá nêu trên, có thể tạo được chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Bộ Công an cũng khuyên cáo người dân cần nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự đề kháng để phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cảnh giác khi nhận được cuộc gọi lạ, kiểm tra và cập nhật tính năng bảo mật trên tài khoản mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân cho người chưa rõ nhân thân, thận trọng khi thực hiện giao dịch điện tử và trực tuyến và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi nghi ngờ về hoạt động tội phạm. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng điện thoại mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mặc dù các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Tuy nhiên, tình trạng người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Cụ thể vào giữa tháng 5 năm 2024, bà Chu Thị Cơi và chị Nguyễn Thị Hồng Vân cùng chú tại thôn Ngọc Quỳnh thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm là chủ cửa hàng kinh doanh đóng tại thị trấn Như Quỳnh đều nhận được cuộc điện thoại gọi của các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan thuế với nội dung yêu cầu bà Cơi và chị Vân đến hoàn thiện thủ tục cập nhật kê khai thông tin về doanh nghiệp cá nhân lên cổng thông tin thuế điện tử. Đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn ông bà Cơi và chị Vân hoàn thiện các thủ tục đăng ký kinh doanh. Cũng với chiêu trò này, anh Sinh ở xã Đại Đồng cũng liên tiếp bị các đối tượng giả danh cán bộ thuế gọi điện yêu cầu kê khai nộp thuế sau khi gọi bộ phận một cửa của huyện, anh sinh được tuyên truyền mới biết đó là cán bộ giả danh. Theo Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, thời gian qua trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng một số đối tượng tự xưng mạo danh là cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước gồm thuế, phòng tài chính kế hoạch, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để mời chào, lừa đảo, dụ dỗ, doan hạt yêu cầu ép buộc người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải mua các tài liệu cài đặt phần mềm, tham gia các lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt. Đã có hàng chục nạn nhân mắc lừa, rất may đến nay mới chỉ có một cá nhân bị lừa mất tiền triệu do chưa nắm được các phương thức của các đối tượng. Tại huyện Phục Cử, sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024, bà Vũ Thị Định ở một mình cùng với cháu nhỏ tại thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân, huyện Phục Cử, bỗng dưng liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi lạ lên đến hàng giờ của nhiều đối tượng tự nhận mình là cán bộ tòa án và bộ công an. Các đối tượng sau khi trình bày nội dung bà này có liên quan đến đường dây bao che hành vi buôn lậu của một nhóm đối tượng đã bị Bộ Công an bắt trên Hà Nội. Nếu muốn được cho qua hành vi này thì bà phải chuyển 280 triệu đồng vào tài khoản có tên Nguyễn Đình Tâm qua ngân hàng Bưu điện Liên Việt để được lo lót. Nếu không, công an sẽ bắt cả hai bà cháu. Không dừng lại ở đó để tạo thêm lòng tin cho con mồi, các đối tượng yêu cầu bà này mở Zalo để gọi điện trực tiếp qua video. Do chỉ dùng điện thoại đen trắng hay gờ nên bà Định phải nhờ qua điện thoại có mạng 4G của cháu trai để các đối tượng gọi. Bà Định cho biết sau khi nghe cuộc điện thoại qua video với cái tên Nguyễn Thanh Tùng, thì bà càng hoảng sợ và càng tin tưởng hơn khi đối tượng này có mặc đồng phục công an thật bằng nhiều chiêu thức thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là nắm được tâm lý sợ hãi của bà Định. Các đối tượng còn biết rất rõ về các thông tin cá nhân của bà này ít khi ra bên ngoài. Cộng với hạn chế về hiểu biết, rất may mắn khi bà Định rút toàn bộ số tiền 280 triệu đồng mang đi ngân hàng gửi cho các đối tượng đã được người nhà biết và ngăn cản kịp thời. Trên địa bàn tỉnh, đã có không ít các vụ việc lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ người già. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác với những hình thức thủ đoạn lừa đảo trên, đồng thời cảnh báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và ngăn chặn kịp thời. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Mông Cái tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự hai đối tượng người nước ngoài về hành vi lưu hành tiền giả. Trước đó vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại khu vực đường Hùng Vương, tổ khu 6 phường Ca Long, thành phố Mông Cái, quần chúng nhân dân phát hiện một người đàn ông người Trung Quốc có hành vi sử dụng tiền nhân dân tệ nghi giả để giao dịch đổi tiền Việt Nam. Đồng thời, người dân giao nộp 22 tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ nghi giả của đối tượng cho cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố Mông Cái, phối hợp với công an phường Trần Phú tiến hành xác minh, truy xét, phát hiện và giữ được hai đối tượng người Trung Quốc đang đi trên đường tại khu vực ngã tư đường Triều Dương, phường Trần Phú, thành phố Mông Cái. quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 187 tờ tiền cùng mệnh giá 100 nhân dân tệ, trong đó có nhiều tờ tiền cùng số seri vân hình ảnh trên tờ tiền in mờ nghi vấn là tiền giả. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là Song Shiji, sinh năm 1989, nơi thường trú số 82, Tây đường Đại Phan, khu Hàm An, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc và Go Jun, sinh năm 1995, nơi thường trú Hoa Viên Hải Vân, khu Quan Đô, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hai đối tượng mang số tiền nhân dân tệ giả từ Trung Quốc sang Việt Nam mục đích để tiêu thụ. Hiện công an thành phố Mông Cái đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị vừa xác minh truy vết một người có nghi vấn phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh cán bộ nhà nước đăng bài trên Zalo, TikTok viết có thể mua xe hơi giá rẻ hồng chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Chu Thị Hằng 41 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình khi đang ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan công an, Chu Thị Hằng không có công an việc làm ổn định, lại có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Để có tiền chi tiêu cá nhân, Hằng đăng nhiều bài viết trên Zalo, TikTok nhằm tạo niềm tin, Hằng giả danh là cán bộ quản lý kho của cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh và nổ có khả năng mua xe hơi giá rẻ. Chu Thị Hằng còn đăng các bài viết giao xe thành công tặng quà tri ân cho khách mua xe hay tặng quà từ thiện cho các trường học nhà tình thương. Lực lượng công an xác định từ tháng 6 năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Hằng đã chiếm đoạt tiền đặt cọc xe của nhiều người, tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chu Thị Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.